Nhưng mà tay cái này, có tay. Đội em là thường thường người ta nói là những người thông minh là nói ít lắm. Hồi nãy giờ em nói nhiều nhất luôn, em nói rất nhiều luôn đó. Thì em ít thông minh lại thôi. Trời ơi. Rồi, công việc của Thanh Tân với lại Gia Linh hiện nay đang làm gì? Dạ người mẫu. Hả? À, lộn lộn, dạ em làm diễn viên hài, dạ. Dễ thương còn Thanh Tân. Dạ em cũng đang là tên mẫu ảnh cho một cái tạp chí. Chào đón hai bạn đến cuộc chơi hôm nay. Còn Phạm Thiên Thanh, bạn đang làm công việc gì? Dạ hiện tại là em đang là diễn viên. Mà băn khoăn, bạn có ra một MV hoặc một cái gọi là YouTube nào mới không? Dạ thật sự thì em cũng đang trong cái thời gian định hướng. Cái nghề chính của em thì là diễn viên tự do. Còn nghề phụ thì em đang theo bộ môn vận động viên thể hình anh ạ. Em đang phấn đấu để có thể sẽ đăng ký đi thi ạ. Rồi, vâng. Đúng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi đầu tiên của chương trình Trí Lực Sánh Đôi. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng trang bị của chương trình Trí Lực Sánh Đôi Body and Brain. Thưa quý vị, bây giờ thì hai đội chơi sẽ thể hiện phần trí và phần lực. À, một bạn thi lực và thời gian của bạn thi lực đó là phần của bạn thi trí. Thi lực thế nào mà các bạn hướng về màn hình. Khi thời gian bắt đầu, người thể lực có nhiệm vụ phải giữ hai thanh gỗ dài, sao cho trái bành trên hai thanh gỗ này không được rớt. Trong lúc đó, người trí tuệ cũng phải nhanh chóng trả lời chính xác các câu hỏi để nhận được 500.000 tiền thưởng tương ứng với mỗi câu. Nghe vậy thôi chứ không khó lắm đâu. Người thể lực cố lên nhá. À, thể lực cũng rất đơn giản ha. Bây giờ chúng ta phân tách thử xem mình sẽ chọn ai thi lực và ai thi trí. Bây giờ nhờ Phương Thanh. Đội Phương Thanh thì hồi sáng em lỡ ăn chiên gà tay em run lắm. Không, nhưng mà nếu mà so với mặt Văn Khoa thì em thể lực tốt hơn. Chị nhìn có vẻ ôi là... Ôi chị ơi, chị nói vậy nó nhục em chứ. Em dù gì cũng là đàn ông con trai mà. Thế thì mặt Văn Khoa sẽ là thể lực. Dạ, rồi, còn Phạm Thiên Thanh, mặt Văn Khoa thể lực, Phạm Thiên Thanh là thi trí. Khó vậy anh, đường nào cũng khó. Còn Quốc Phượng? Tôi thì ngược lại, Thanh Tân, em rất là... Tao đứng lên cái coi, đứng lên cái coi. Đứng lên cái coi. Coi bù đì em gì thì đứng ngang dễ coi xí. Đó, thấy chưa? Nhưng mà dạo này thì cái công việc của em đi quay rất là nhiều, cho nên cái lực nó đã hao tổn rồi đúng không? Cho nên tôi chọn Gia Linh sẽ tham gia phần lực và Thanh Tân sẽ thi trí. Anh nói sao thì em nghe vậy. Em nào dám trả lời anh đâu. Đúng vậy không? Quá dữ. Bây giờ thì hai đội nào thi trước nào? Vâng, đội em lúc nào cũng xung phong, nhưng lần này thì không. Mời đội bạn. Em biết mà. Bây giờ đội của Phương Thanh là Mạc Văn Khoa sẽ với lại Thẩm Minh Thanh để thi trước. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bộ phận nào của con voi không lớn lên theo thời gian? Con mắt. Chính xác. Chú gấu Teddy của nhân vật Mr. Bean màu gì? Màu nâu. Chính xác. Lễ trừ tịch thường được thực hiện vào thời gian nào trong năm? Vào thời gian nào? Lễ trừ tịch. À. Trừ tịch, lễ trừ tịch thường thực hiện được thời gian nào trong năm? Quá. Nhanh lên em ơi. Dạ, quá. 12, cái gì tháng chạp? 30 tháng chạp. Thêm một chữ nữa, chữ đầu nữa. Thôi, đêm. Đúng rồi, đêm tháng chạp. Tên của con hầm đường bộ xuyên qua đèo dài nhất Đông Nam Á là gì? Dạ, trời biết, đất biết, em không biết. Trời ơi, bến Nhà Rồng thuộc quận nào của thành phố Hồ Chí Minh? Quận 6. Đúng rồi, trong tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, hai chị em gái có tên là gì? Thạch Lam. Không biết thì quá. Không biết quá. Trong truyện Số Đỏ cái tên. Rồi, xong. Xong rồi. Như vậy là bạn Phạm Thiên Thanh đã trả lời được 4 câu hỏi. Hai bạn có số tiền đầu tiên là 2 triệu đồng. Yeah. Thật sự là em cầm đây nhưng mà nó còn nghe bên câu hỏi lắm. Trời, em trả lời nhanh đi, anh chịu hết nổi rồi. Một tràng pháo tay dành cho Mạc Văn Khoa và Phạm Thiên Thanh. Mời đội Gia Linh và Phạm Thanh Tân. Rồi. Bắt đầu. Trẻ Bà Đệ là đặc sản của tỉnh thành phố nào? Trẻ Bà Đệ. Đà Nẵng. Đúng rồi. Con bò tiết mồ hôi qua bộ phận nào của cơ thể? Mũi. Mũi. Điểm cực tây của nước ta nằm ở tỉnh thành trời nào? Trời. Đội của Gia Linh Thanh Tân được 2 câu hỏi. Các bạn nhận được 1 triệu đồng. Đó.